cửa cầu Tân Thanh Lạng Sơn cài chết hỏi container để ảo trương hoa khải cài băng ngựa cảnh ba họ cầu xếp hạ vẫn hỏi là trương hay khổng ba cuộc cài thống nâng bắt cắp nhằm cơn bản băng hỏi mứ chỉ cục dết trẻ lái hở cài giảm hỏi trẻ tăng tải trương hay khổng ba khổng Việt Nam bài xuất khẩu ta khủ ngay đi hào vế xuất khẩu trương hay khổng ba khổng Việt Nam. Dù cửa khẩu hiếu nghĩ, mọi mưa mi giáo, hà hói container đáy cài, còn lưng trầm khốp dòng tơ bắt cắp bẩn cấn. Hàng hỏi container đang con thả dệt trẻ lái, chúng mũ rú cửa khẩu có bằng lại theo tang vài lý tạc tang, mi tấm phủ cuốn năm dệt cơ đầy lại lang đi nhất. Tòi nghị quyết hỏi nâng sao bét, có dệt hào vế, bày ma cả khai đánh ngay đi dô bưng cửa khẩu nghĩ. Trong thời gian tới cùng với việc áp dụng cái mô hình hải quan thông minh và thực hiện cùng gian bèn nà cùng ve sủ bưng lông kè khay ta khủng hai đi hở bưng cửa khẩu về gió nhập khẩu tại tỉnh Lạng Sơn cò đánh hai đi hơn cùng nam cầm phong bệnh ta sẽ thực hiện tốt được cái công tác phòng chống dịch COVID-19. Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoạt động vậy cho giờ bưng doanh nghiệp Lạng Sơn xuất nhập khẩu ủy ban nhân dân tỉnh Sơn Lạng Sơn có quyết định giảm ngân, xếp phân hỏi hải trương hàng, cánh giảm phân hỏi trương hàng, tạm xuất nhập khẩu.